Hay ha. Nè, cái bữa trước mình vô này sau mưa dầm xong liền khuẩn nè, đúng không? Đấy, bữa anh vô anh thăm em. Đúng rồi. Thì sau mưa dầm mà. Đấy. Đâu có đổ nâng kích dễ đâu. À. Đấy. Đất của mình nó khỏe rồi, mình nhưng mà lên đây này. Phun hỗ trợ thêm một tí cho nó thôi là nó. Lên đây nè. Đấy là nó bây giờ nó bung ra quả luôn này. Thấy chưa? Đâu có cần phải phun mà. Hơi mang ta si rồi. Chứ cây này hồi nó bị khuẩn nó đứng vậy mà đổ thuốc sâu vào phát là lại càng to luôn. pH tụt phát là bắt đầu nó khuẩn này. Khuẩn này. Lúc đấy là vừa mất tiền này vừa khổ. Mất đủ thứ. Nên người ta không có tin. Dinh dưỡng là quan trọng. Nè, khuẩn nè. Nè, nhưng mà lên ngọn nè. Nè, đây cũng khuẩn nè. Lên ngọn nè. Không có lây gì hết. Bò xích lưới bình thường anh. Người ta bị bệnh gì bên em? Bị bệnh đó không cần phun anh. Cái này không cần phun. Không, dưới 2%. Người ta bị bệnh gì tụi em bị bệnh đó. Nhưng mà dưới 2% cần gì phun. Không cần phun. Không. Đó. Anh cứ bởi em sắp tới em dẫn từ Mỹ vô là cho lấy lá lấy đất lấy đồ tép thoải mái, không một giọt hóa chất nào. Cái này kệ nó phun gì. Nó hứa là nó mua cái tiêu này cao trên 25% đấy. Có nghĩa là trong này mình xài là nó có chất nằm ngán rồi. Đúng rồi. Đổ cái giờ cây mình đổi qua thuốc tư giống 100 ngàn một tí mà Mỹ mua được lên 125 ngàn. Cái tính 3 giờ hả? Giống như cái như hôm nay nói quả chanh mình thích ăn ngọt mà chua, mình không thích ăn, mình ăn quả làm sao mình không muốn ăn nữa. Tức là lên tí vô bàn đi, tướng hội thảo cho, tướng giải thích cơ chế cho. Nè, cái cây này là hôm trước bị thâm mạch dẫn nè, bị tháo nè, bị muốn tháo nè, giờ lên lại nè. Một cái cây này là rõ nét nhất nè. Bình thường anh, cái si em nó vô nó dây độc mà đây. Cái cây nào bữa trước định bị rụt đọt đó mà, cái cây nào đó ha? À, nãy em mới chỉ đó rồi. Cái ngọn của nó, anh muốn quay lại cái ngọn của nó. Cây nào hành ha? Cây nào hành? Cây đằng... Không, mới đằng chỗ đằng đây mà, mới chỉ đằng đâu đây mà. Có một cây đó. Đây nè. Cây này cách 20 ngày nó muốn tháo đốt nè. Nó bị khuẩn đây nè. Để sau mưa dầm nó yếu nè. Xong đây nè, nó bị tháo đốt nè. Đây nè. Đấy, nè, có con kiến nè. Con kiến anh ăn đẹp sáp cho mình. Nè, có con kiến bóng nè. Các nhà hoặc là con kiến điên. Con này kiến làm tổ dưới đất thôi. Đó. Nè, cái này. Ừ, đúng rồi em. Đó. Để nó yếu này khuẩn nó tấn công nè. Xong nó tháo đốt. Nhưng mà nó vừa mới chuyển qua cái đọt hơi ốm ốm là mình đã xử lý ngay. Đấy, kiến nó ăn rầy nè. Mấy anh qua coi đây nè, coi đây cái đội quân tiêu diệt rầy nè. Nhiều con khác nhau. Quá trời nè, làm sao mà có rầy được. Mùa này là lá non bị rầy. Nè chú. Đấy, con kiến này không cắn người nha. Con kiến này không cắn người ạ. À. Nó làm tổ dưới đất á. Nó chuyên ăn những con rầy. Rẹp. Đấy. Cái này mà không xử lý tốt là... Là tháo đốt. Mà tháo đốt là sau đó là xong. Là thâm mạch dẫn là xong.